was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. I wish I could see this world again through those eyes, see the child in me, in my fantasy, never growing old. Will we ever feel young again? Will we ever feel young again? Will we ever feel young again? We wanna feel young. We wanna feel young. Interview về vấn đề gì? Interview về vấn đề là như kiểu là chip lần này cảm thấy là như kiểu là ok. Anh đang cảm thấy không enjoy lắm giữa những tiếng khóc của trẻ em. Anh không thích à? Sofa ok. Thế lần sau anh em mình đi riêng được không? Cái đấy thì. Cười cho cười.